Chủ đề kế tiếp là chủ đề về nhân sự. Đây luôn là chủ đề đau đầu nhất ở các công ty. Mà toàn thế giới này nó đau đầu chứ không riêng gì anh chị. Đúng không ạ? Vì quản lý con người nó khó lắm. Quản lý cái máy mà khiêng mà đặt đúng chỗ đấy cái này, cắm điện đi, điện hỏng sửa điện đi nào nó chạy. Chứ con người nó không thế. Người nó có cảm xúc. Và nó có rất nhiều các nhu cầu khác. Chứ máy thì chỉ có mỗi nhu cầu cắm điện thôi đúng không? Cho nên nó khó. Vậy thì đối với nội dung về nhân sự và set up hệ thống quản trị nhân sự thì có mấy điều sau đây. Mấy điều sau đây các anh nhất định phải làm. Một, chúng ta phải làm cái gọi là thiết lập cái chiến lược nhân sự. Lại chiến lược đúng không? Mình làm kinh doanh mấy năm rồi chả làm chiến lược bao giờ. Hôm nay ông thầy toàn nói chiến lược. Cũng nhỏ thôi, chứ đừng suy nghĩ cái gì nó lớn cả. Các anh chị lập cho một cái chương trình ngắn gọn, vẽ ra một cái bảng, vẽ ra một tờ giấy, bất kể là cách nào, thể hiện được cho tôi những thông tin dưới đây. Cái này là số lượng nhân sự, tức là định biên cho các bộ phận ấy. Đúng chưa? Rồi số lượng đó nhưng tiêu chuẩn nhân sự, tức là chất lượng ấy. Thông tin thứ nhất là số lượng. Thông tin thứ hai là gì ạ? Là bản mô tả cho bằng được cái tiêu chuẩn chất lượng cho từng vị trí. Giám đốc phải có tiêu chuẩn gì? Kiểu như mình có tiêu chuẩn cán bộ ấy, để bổ nhiệm ấy. Kế toán phải có tiêu chuẩn gì mới tuyển? Chứ không phải có đứa em mới học trung cấp ra nhét lên đây đâu. Với số lượng và tiêu chuẩn đó thì quỹ lương, tức là chi phí nhân sự, ra làm sao? Yêu cầu đo lường cái năng suất lao động. Lại chung chung rồi đúng không? Chi phí nhân sự thì em biết, tiền lương, tiền thưởng, tiền nọ, tiền kia, chứ bây giờ năng suất lao động em đo thế nào? Lấy lợi nhuận sau thuế chia đầu người cho tôi. Một khi thằng nào đó đề xuất tuyển vượt quá con số lợi nhuận trên đầu người, tức là sức sản xuất của công ty giảm xuống, không đồng ý. Chứ phải tuyển cho nó đủ người đâu, đúng không? Tiếp theo, bên này toàn bộ về quy trình tuyển. Quy trình tuyển, được chưa? Quản lý. Quy trình tuyển, quản lý nhân sự ra làm sao? Hợp tác lao động thế nào? Cơ chế làm việc nhóm ấy, hợp tác, hợp đồng. Phần còn lại bên này các anh chị ghi ra cho tôi mấy ý. Thứ nhất là nguồn ở đâu? Nguồn ở đâu, tức là tôi sẽ đi tuyển về tôi đào tạo để đạt tiêu chuẩn của tôi, hay tôi chỉ tuyển những thằng đạt tiêu chuẩn luôn rồi về làm, hay là tôi đi săn đầu người, hay là tôi đi gọi người của thằng khác. Cái đấy là xác định cho rõ, vì ở có một số công ty, ở một số vị trí, đợi tuyển rồi đào tạo nó không đáp ứng được cái tiến độ thực thi kế hoạch. Tôi bắt buộc phải đi gì? Đã là vị trí này chắc chắn phải đi gì ạ? Săn đầu người. Thì chúng ta mới biết thuê mấy thằng săn đầu người, đúng không? Hay là cả bến bãi gặp mấy thằng cha trưởng phó phòng ngân hàng đấy. Này, mày về mấy chị, mẹ chị trả lương nhé, cấp xe được chưa, cho cổ phần. Về đây là chó làm ngân hàng như cái máy đó. Kiểu đấy. Thứ hai, nguồn nào? Rồi, anh động viên đãi ngộ họ ra làm sao? Nó có chương trình hành động, chính sách của nó hẳn hoi. Chứ không phải, ôi dồi ôi, công ty bên kia hàng năm nó cho anh em đi du lịch, công ty mình mà, nên tính xem là thế nào. Đừng làm theo người ta, mà kệ nó. Được không? Nó cũng đi du lịch, ừ thì mình cũng có thể có du lịch. Nhưng có thể làm khác không? Đó. Nhân viên của mình cuối năm, những ai thì được bảo hiểm nhân thọ,
hoặc bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp, đúng chưa? Nếu mà trong trường hợp chú mà đạt chỉ tiêu cao một cái cuối năm anh tặng cái xe hơi, có dám chơi không? Thì tất cả những thứ này nó đều dựa trên cái toan tính của kế hoạch kinh doanh. Ví dụ anh đã đặt ra lợi nhuận của anh năm nay là 10 tỷ. Nhưng thằng trưởng phòng kinh doanh nó bảo anh yên tâm đi, 10 tỷ của anh chắc chắn ok, chỉ đến tháng 10 là xong. Còn 2 tháng 11 em quất tặng anh thêm 4 tỷ, được chưa? Được, ta cho 11 tỷ, được chưa? Đấy, đãi ngộ động viên, chi trả cho nó xong phẳng. Còn thông thường chúng ta 4 tỷ ok, tốt quá, nhẩm luôn. Còn lâu chị mới chia. Thì còn lâu chị mới có thằng tài. Nhưng mà khổ lắm là chúng ta không biết được con số là kế hoạch 10 tỷ là đã đủ hay đạt chỉ tiêu kế hoạch hay chưa, vì không có hệ thống kế hoạch như lúc trước tôi nói. Đúng không ạ? Hoạt động đến tận tháng 11 rồi cũng mới ướm, không biết năm nay được nhiêu. Đúng không? Nhưng nếu ngồi hoạch định ra ngay từ đầu năm, năm nay đặt kế hoạch ra là 10 tỷ em ơi. Thế nhưng mà bây giờ đến hết tháng 6 rồi được có mỗi tỷ. Vậy còn 6 tháng cuối năm 9 tỷ, vậy thì ở đây có hai vấn đề. Vấn đề 1 là mày lập kế hoạch sai, không sát. Vấn đề 2 là phải điều chỉnh kế hoạch cho những biến động bất thường. Còn nếu mà gì ạ, lập kế hoạch ra 10 tỷ, đến khoảng là thằng, ngay từ khi lập ra, thằng trách nhiệm đó đã bảo anh yên tâm đi, chỉ tháng 10 này em hoàn thành 10 tỷ cho anh, còn 4 tỷ em làm thêm, tăng thêm cho công ty em được gì? Đấy. Thì rõ ràng là cái đó ra, đấy là một nhá. Sau đó này, bây giờ cụ thể ra. Hoạch định xong cái khối này thì các anh bắt đầu mới bước vào bước thứ hai, các anh soạn thảo cái tiêu chuẩn nhân sự. Tiêu chuẩn nhân sự đừng dựa vào bằng cấp, đừng dựa vào nó học ở đâu. Chỉ cần dựa vào nó sẽ làm gì được cho doanh nghiệp của ta. Chứ đừng dựa vào bất cứ thứ gì cả. Hoàn toàn không có giá trị. Tuyệt đối không được soạn thảo tiêu chuẩn theo bằng cấp. Như vậy lời khuyên là chúng ta không nhất thiết phải là tiêu chuẩn là nam hoặc nữ, tuổi từ 2 năm, tốt nghiệp các ngành, không cần. Nam hoặc nữ tuổi từ 25 có am hiểu về cái đó, biết làm cái gì, được chưa? Có kỹ năng gì, biết sử dụng cái máy gì. Bây giờ tuyển thằng thợ cưa thì mày phải biết dùng máy cưa chứ, đúng không ạ? Tuyển thằng lái xe thì đương nhiên nó phải biết lái xe chứ. Đấy. Trừ trường hợp đó là chứng chỉ đặc biệt. Soạn thảo tiêu chuẩn nhân sự. Tiêu chuẩn nhân sự thì nó phải gắn với các vị trí. Tôi nhấn vào chữ vị trí. Vị trí thì ví dụ công ty ta nó trở về cái chuyên đề lúc trước tôi nói là thiết kế mô hình tổ chức, phải không? Định biên nhân sự đấy, là định biên số người, là có ông trưởng phòng, có ông nhân viên, có ông phó phòng. Thế thì những cái chốt đấy người ta gọi là các vị trí. Ví dụ phòng kinh doanh có vị trí trưởng phòng, có vị trí nhân viên, nếu đông quá có sales admin, hết 3 vị trí. Nhưng vì quy mô của tôi lớn, phòng kinh doanh của tôi 50 đứa. 50 đứa cũng có 3 vị trí thôi ông ơi, đúng không? Từ tiêu chuẩn này sau này yêu cầu công việc đến đoạn mà tôi thiết kế quy chế lương ấy, là tôi trả lương theo thỏa thuận, mà thỏa thuận được trả theo đẳng cấp của từng thằng so với tiêu chuẩn. Thứ ba, anh phải có các quy trình từ tuyển dụng, bố trí, đào tạo, quản lý, sa thải. Sa thải cũng phải có quy trình. Tiếc thay, các doanh nghiệp nhỏ của mình ít có cơ hội sa thải nhân viên mà toàn nó tự bỏ. Cứ bỏ xong lại ngoáng ngoáng đi tìm người khác. Sao chúng ta kinh doanh mà khổ thế? Đúng không ạ? Chúng ta rất ít khi có cơ hội sa thải nhân viên. Mà sa thải là vì cái gì? Là vì cái bực mình chứ có phải vì hệ thống đâu. Tuyển một đứa là vì mình thích nó, mà đuổi một đứa cũng vì cái bực mình. Thì thế không được đâu, ông ơi. Phải làm thế này này. Từ tiêu chuẩn này, yêu cầu các bộ phận nó yêu cầu tuyển dụng thì cứ tiêu chuẩn mà tuyển, được chưa? Nhưng nếu trong trường hợp không có người thấp hơn cũng vẫn tuyển,
Nhưng phải kèm theo một điều kiện là vậy phải đào tạo nội bộ như thế nào để sau 2 tháng hoặc sau 3 tháng cái đứa được tuyển này nó phải đạt được chuẩn. Được chưa? Bằng một hệ thống nhận xét đánh giá rất rõ ràng. Việc thứ hai sẽ có tăng lương. Nhưng tăng lương phải có điều kiện. Điều kiện này phải gắn chùm vào cho tôi 3 điều kiện. Nhé. Điều kiện thứ nhất là đào tạo nội bộ bằng cái gọi là chứng chỉ kép lúc trước tôi nói. Được chưa? Cái thứ hai là mày phải có cái điểm đánh giá tối thiểu. Điểm đánh giá. Và việc thứ ba là ta sẽ phỏng vấn. Được chưa? Phỏng vấn xem chú còn thích làm cho anh nữa hay không. Nói thật đi. Hay mày chờ lĩnh lương cuối năm này xong bắt đầu là mày về cái vợ xong mày biến cái gì? Nói luôn đi. Có muốn làm nữa không? Để còn tính chuyện đàm phán và ra hợp đồng. Thì tăng lương sẽ có điều kiện, đào tạo nội bộ, kết quả đánh giá và phỏng vấn. Kết quả đánh giá này là trung bình tích lũy trong suốt 12 tháng. Ví dụ có những công ty họ chỉ sử dụng một tiêu chí thôi, đánh giá là tiêu chí chuyên cần. Có những công ty nó cộng dồn điểm KPI của các tháng vào, nó chia đều trong 12 tháng. Có những công ty nó gì ạ? Nó cộng dồn vào cái thu nhập bình quân của anh nếu vượt quá ngưỡng trung bình của công ty. Được hiểu như anh có năng lực vì nó tạo ra thu nhập ở các tháng cao, vân vân. Hãy chọn một vài tiêu chí nào đó để xét tăng lương ở kỳ kế tiếp. Và cái xét này nó còn làm một cái nữa là gì ạ? À? Anh trả cái khoản thưởng cuối năm. Thưởng cuối năm. Bây giờ đa phần là anh cuối năm nay thưởng 1 tháng lương hay 2 tháng lương, có lương tháng thứ 13 không ta? Ok. Đến tận tháng 10 thì nhân viên nó hỏi cũng không dám trả lời là có hay không có. Mà nếu có thì vui vẻ, mà không có thì nó chửi cho vì toàn xã hội trả lương tháng thứ 13 và có thưởng Tết, sao mình không có? Đúng không? Vậy để không rơi vào tình huống đấy là có hay không có, nó có điều kiện của nó anh ơi. Chú mày cứ điểm từ bao nhiêu lên thì được 100% tháng lương tháng thứ 13, được chưa? Nếu chú mày điểm từ dưới 70 giờ xuống, em ơi mày nhận một nửa. Còn dưới hơn chỗ đó không có đâu mà sang năm tao cắt hợp đồng. Cho nó rõ đi. Và nếu 2 năm liên tục ở công ty này mà mày không được tăng lương, chuyển quy trình sa thải. Được chưa? Công ty này không chấp nhận 2 năm liên tục một thằng làm không tăng lương. Làm thì phải tiến, mà tiến thì sẽ được tăng lương. Còn nếu không, chú không được tăng là một trong dấu hiệu chú sẽ bị sa thải. Có thế thôi. Kế nữa là cái chuyện là bây giờ từng tháng một, ví dụ tôi yêu cầu điểm đánh giá kết quả công việc của ông phải là 70. Nhưng mà tháng thứ nhất em được 49. 49 thì mày nhận lương tối thiểu 3.980. Được chưa? Không có thỏa thuận gì hết. Tiếp tục tháng sau ngoi được lên 50. 2 tháng liên tục nhận lương tối thiểu, đuổi. Công ty không cần thằng này. Cách chơi là như vậy. Nhưng cách chơi này cũng không nói miệng được. Nó phải được cụ thể hóa thành cái thứ tư. Quy chế. Quy trình nhé. Chiến lược nhé. Tiêu chuẩn nhé. Quy trình nhé. Quy chế nhé. Và cuối cùng thứ năm là đãi ngộ và động viên. Đấy. Thì chúng ta thiết kế hệ thống nhân sự và chi trả thu nhập dựa vào đặc thù của chúng ta chứ. Mà đặc thù này thì có cái chuyện chi phí nhân sự này này. Nó bị điều chỉnh bởi cái kế hoạch lợi nhuận của công ty chứ. Tăng người hay giảm người không quan trọng. Nhưng ông ơi, đừng chạm vào lợi nhuận của công ty. Nhá. Trừ trường hợp có những sự thay đổi bắt buộc về môi trường vĩ mô hoặc những cái thứ khác, tôi ký quyết định hạ cái đó xong tôi chấp nhận tăng chi phí lẻ này. Còn nếu không, giữ cho bằng được cho tôi hai cái chỉ tiêu lợi nhuận trên đầu người phải giữ nguyên. Thứ hai, đừng chạm vào tổng quỹ lương cũng như là gì ạ? Lợi nhuận của công ty. Muốn thiết kế thế nào thì thiết kế, muốn thêm người thì thêm người. Vậy đến khi thằng kinh doanh nó bảo, anh ơi, cho em thêm một sales admin nữa, bây giờ quản lý hợp đồng nó phức tạp quá. Phòng em bây giờ 12 đứa mà bây giờ hợp đồng ở trước nó loạn xì ngậu hết lên. Tiền cũng được. Trở về ba câu hỏi lúc trước, đúng không? Chú thêm người gì? Trả lời cho anh biết. Thêm người có giảm được chi phí cho công ty không?
Bảo vô lý, mà em thêm người thì thêm lương là sao giảm chi phí? À, thêm người nó giảm được chi phí. Đôi khi thêm người nó giảm được chi phí. Nó giảm cái thời gian giao hàng xuống. Nó giảm cái tiến trình xử lý đến. Nó giảm được cái gì đi dẫn đến giảm chi phí. Vậy thêm người có giảm chi phí không? Hai, thêm người có giảm thời gian không? Thứ ba, thêm người có tăng cường được cái sự hài lòng của dịch vụ khách hàng không? Nếu một trong cái đó trả lời là có, mới đồng ý. Không thôi. Tự làm đi, có cái gì đâu. Sale tự làm đi mày. Bán hàng xong tự soạn thảo hợp đồng, tự lưu trữ hồ sơ, tự cung cấp thông tin cho kiểm soát nội bộ và kế toán đi. Không có. Định biên có thế thôi. Trừ khi chú phải chứng minh được nó có hiệu quả hơn cho công ty. Bảo như bây giờ khối lượng công việc nó nhiều quá, mày chứng minh đi. 3 tháng vừa rồi quy mô tăng trưởng không quá 5%, nói quy số khối lượng gì. Trừ khi bây giờ là gì ạ? 3 tháng đầu năm bình quân tăng trưởng 500, vọt lên bây giờ nó tăng 30%, khối lượng đơn hàng tăng quá nhiều. Ok. Vậy đấy là tăng do quy mô nó tăng. Vậy nếu quy mô thị trường tăng, anh đồng ý tăng 30% nhân sự được chưa? Nhưng trước khi tăng nhân sự, bây giờ hỏi đấy, nếu ta không tăng nhân sự, mày làm bằng máy được không? Mua phần mềm, mua cái gì? Cải thiện quy trình. Đó. Thì cái chiến lược và cái kế hoạch nhân sự cùng với một chương trình quản trị nhân sự, nó giúp cho anh chị trả lời được những câu hỏi quản trị như thế và giải quyết được những vấn đề tồn động cho quản trị nhân sự, nó là như vậy. Và đây là chuyện khó. Cho nên ở chúng ta thì là gì ạ? Tôi nói thật là phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta lem nhem lắm. Tuyển người ta vào trong mỗi cái bảo hiểm thôi cũng không chịu đóng. Tôi nói rồi, với chúng ta nó không quan trọng, nhưng với người ta cơ, nó rất quan trọng. Vì một đứa nó đi làm, kể cả anh trả nó lương 5 triệu, mẹ nó hỏi mày ơi mày làm đấy có bảo hiểm không? Dạ, sếp bảo 6 tháng đầu chưa có. 6 tháng rồi vẫn chẳng có gì, sếp bảo sang năm, cứ lùi. Thì xin thưa rằng như thế người ta không thể làm tốt cho các anh chị được đâu. Trả luôn đi, bảo nhưng mà trả chi phí cao lắm. Cái gì bảo hiểm? Anh tính cho tôi đi. Lương cao hay thấp không dựa vào mặt bằng, mà dựa vào tôi sẽ giao cho nó làm việc gì ở công ty tôi, và cái việc đấy đáng giá bao nhiêu tiền, và tôi sẵn sàng trả bao nhiêu. Khi người ta suy nghĩ về chuyện này, người ta có hai cái góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất là góc nhìn phòng thủ, buồn xỉn. Góc nhìn thứ hai là góc nhìn tấn công. Thế nào là góc nhìn phòng thủ? Phòng thủ là thật kệ mẹ, nó né được thì né, không cần đóng. Nhưng mà góc nhìn thứ hai là ok, này các em lại chuẩn bị tăng lương 6% đấy, chuẩn bị tăng lương. Như vậy lương của các em sẽ tăng, được chưa? Chi phí của công ty sẽ tăng, lợi nhuận của công ty sẽ giảm. Vậy trước khi chính thức lương tăng có hiệu lực, việc một, đánh giá lại công việc. Việc hai, giao thêm việc. Việc thứ ba, tăng chỉ tiêu. Đúng không ạ? Theo một quy tắc là gì ạ? Cái sự tăng của chi phí phải chậm hơn sự tăng của lợi ích công ty. Thì chúng ta tính như vậy đấy, thỏa thuận lại, ký lại gì ạ? Soạn lại bản mô tả công việc cho từng đứa. Được chưa? Giao lại công việc đấy. Rõ ràng bây giờ lương em tăng, được chưa? Thế bây giờ này, đây nha, công ty nhá, thực tế này, lương trả cho em 5 triệu, tiền ăn ca, tiền ăn trưa, tiền đồng phục, cộng với lại tiền bảo hiểm nữa, thực tế nó là bằng này. Với bằng này tiền thì mô tả công việc này. Bây giờ mày muốn hơn không? Muốn. Bản mô tả công việc khác, chơi không? Đó. Thì chúng ta hãy nghĩ theo cách như vậy, thì chúng ta không còn đau đầu tính cái chuyện là né với tránh bảo hiểm của nhân viên nữa. Chứ tôi nói nhiều lắm, các doanh nghiệp nhỏ nhỏ, bé bây giờ nhiều lắm, toàn né bảo hiểm nhân viên à. Né làm gì ông ơi? Ông đã trả được cho nó 10 triệu rồi, còn triệu nữa ông đóng nốt đi. Nhưng giao việc thêm vào. Đúng không? Và thỏa thuận ngay từ đầu. Cái chết nhất của các công ty hiện nay là không có sự thỏa thuận từ đầu. Sau đến khi thấy rằng bị thua thiệt, thấy rằng là nóng mắt lên một cái là quyết định hoàn toàn cảm tính. Thế là không đạt được sự đồng thuận, không đạt được cái sự tâm phục khẩu phục của nhân viên. Thế là trước mặt thì gọi sếp, thì ra đường toàn gọi thằng cha. Thế đều. Toàn là thằng cha với con mụ thôi, đúng không? Nó khổ thế đấy. Đó là nhân sự, tài chính.
Chủ đề tiếp theo là chủ đề tài chính. Thank you.